nha. Chiều hôm qua thì Ngân chưa có giao hàng cả nhà, Ngân chạy lên trên ngay chỗ giáp ranh biên giới thì Ngân cắt đập ở trên đó. Sáng sớm thì 4-5 giờ là Ngân ve xuống này để mà làm hàng. Hiện tại thì Ngân đang giao hàng sang mạng. Hàng này là hàng của Campuchia, còn xà lan của mình thì mình chở tới Thường Phước ngay chỗ cửa khẩu thì mình sẽ sang mạng qua ghe, và ghe sẽ chạy lên Campuchia với xà lan mình, không có lên Campuchia nha. Hồi sáng này Ngân ve xuống đây là lúc 5 giờ mấy sáng á, cho nên là Ngân không có quay cả nhà xem. Bây giờ một phần là do cái chuyến hàng này là chuyến hàng đầu tiên Ngân chở á, cho nên là nó cũng hơi lu bu, vừa kéo băng tải rồi công nhân rồi mở hầm nữa, mất hết cả buổi sáng luôn bây giờ mới làm hàng á. Chuyến hàng này hôm bữa giờ Ngân về đây khá là lâu rồi, về đây đậu là khoảng mười mấy ngày luôn, tới hôm nay thì Ngân mới giao hàng luôn á. Mừng hết lớn, chủ hàng kêu vô giao mừng hết lớn luôn cả nhà ơi, đậu lâu dữ lắm rồi. Làm hàng sang mạng có thì xà lan của Ngân sẽ neo đậu giữa sông và công nhân sẽ ra làm luôn, còn băng tải này thì mình sẽ quay máy đèn để mà chạy băng tải nữa, chứ mình không có đậu ở trong bờ. Tất cả những công nhân ơi, vừa trên xà lan Ngân vừa trên ghe thì đều là người Việt Nam hết, không có người Campuchia nha cả nhà ơi. Bây giờ mình muốn đi lên cam thì mình phải đổi tài, chứ người Việt mình không có đi lên cam được. Công nhân rất là đông luôn á, vừa bên xà lan Ngân vừa bên ghe luôn á, thì chắc cũng khoảng 30 người, hơn 30 người á. Chuyến hàng này thì Ngân chở phân NPK nha. Cả nhà có thấy Ngân đang ở đâu không? Hiện tại bây giờ thì Ngân đang ngồi bỏ thẻ trên nắp hầm với em Quy á. Hôm nay thì ông xã Ngân sẽ là Caramel nha. Mỗi một bao thì mình đều phải bỏ thẻ, và xà lan mình do là mình làm hàng thì cái băng tải rất là ngắn luôn. Ngân bỏ ở bên này và có một anh ở bên ghe thì sẽ lụm thẻ, cho nên là một mình bỏ không kịp luôn á. Vừa lấy thẻ rồi vừa ký thùng thẻ nữa, mỗi một thùng thì mình sẽ ký một lần, cho nên là phải làm hai người mới kịp. Với lại Ngân xà lan của Ngân cao á, với lại cái ghe này bên đây nó cũng cao nữa. Ngân ngồi trên nắp hầm, Ngân chồm xuống bỏ thẻ. Chuyến này Ngân chở cái chuyến hàng phân này khá là lâu luôn cả nhà ơi. Hồi sáng giờ thì anh Nguyên bỏ thẻ, anh Nguyên đi vào, Ngân bỏ một xíu cho anh Nguyên đi vào ăn sáng á. Chút nữa anh Nguyên sẽ ra đổi cho Ngân. Đó, bây giờ thì mình bỏ gần hết một thùng thẻ rồi, cứ hết thùng thẻ thì mình sẽ ký cho ở bên ghe này, người ta ký một thùng, cứ hết thùng là mình sẽ ký một lần. Cả nhà thấy mấy chú công nhân này làm rất là cực luôn nha. Những cái bao phân này thì mỗi một bao là 50 kg. Mấy chú này thì người ta làm, người ta sẽ ăn đầu tấn, và cái tiền đầu tấn của mấy chú này thì xà lan mình sẽ chi trả nha, chứ chủ hàng không có trả. Nay mặc áo mà trong giống trong đó mới rau ấy hả? Thường thì khi mà mình chở những cái loại hàng gạo nè, hàng bao này á, thì đa phần là xà lan mình sẽ trả tiền đầu tấn cho công nhân, chứ bên chủ hàng người ta không có trả. Cái hàng hôm nay Ngân chở rất là ngộ luôn cả nhà, cái băng tải này nè thì xà lan mình là bên phương tiện vận chuyển, nhưng mà cái băng tải này mình cũng phải trả tiền băng tải nữa đó. Rồi khi mà người ta quay máy dầu ở dưới ghe để mà phát điện lên cái băng tải này, mình cũng phải đưa dầu cho người ta chạy nữa. Lần đầu tiên mà Ngân giao hàng mà phải chi trả đủ thứ. Ở bên đây là bên chiếc ghe nè, ghe này là ghe của công ty, của công ty phân này luôn. Và bên công ty này người ta có hai chiếc ghe. Chiếc ghe này đầy lên á thì chiếc ghe ở trên kia sẽ xuống. Cái chiếc ghe này rất là lớn luôn cả nhà, mấy trăm tấn á, ghe này 700 mấy, gần 800 tấn hay sao á.
giờ thì anh Nguyên đã ăn sáng xong rồi, anh Nguyên sẽ đổi cho Ngân. Ngân sẽ đi vào trong nhà nấu cơm. Anh Nguyên thì hồi trước giờ ảnh đã quen đi bên hàng bao rồi, lúc trước anh đi gạo hoài cho nên là anh bỏ thẻ này anh rất là gành luôn. Còn Ngân thì lần đầu tiên Ngân bỏ thẻ, Ngân chở hàng bao này luôn cho nên là hơi bỡ ngỡ. Đây là cái thùng thẻ. Mỗi lần mà thường thì nếu mà mình bỏ thẻ này thì mình phải có 3 thùng thẻ luôn. Nhưng mà Ngân có 2 thùng mà, 3 thùng thì mình không có cần xài thao. Mình chỉ cần xài hết thùng này và mình đưa thùng kia, mình xài thùng này mình đưa thùng kia. 3 thùng mình xây dòng mình không có cần xài thao, mà xà lan Ngân có 2 thùng mà. 2 thùng này là hôm bữa ông xã Ngân mới mua luôn á. Ở nhà xem nè, bây giờ thì xà lan Ngân làm sâu ở dưới rồi, mình phải xài tới 2 cái băng tải, là một cái băng tải xà lan và một cái băng tải ở trên qua ghe nữa, 2 băng tải luôn. Mỗi một bao á, người ta chất, công nhân người ta chất rất là đều luôn, bao nào nói đuôi bao nấy á. Cho nên là mình bỏ thẻ là mình ngồi mình phải thật là chú ý luôn á. Nếu mà mình quên một bao nào, mình sót một bao nào là mình mất, mình đền tới mấy trăm ngàn một bao luôn. Hiện tại bây giờ là trời cũng hơi trưa rồi, khá là nắng. Cho nên những chú công nhân á che cái tấm này là cái tấm lưới ở phía trên cho mấy chú làm ở dưới thì nó hơi mát á, chứ nếu mà không che là nắng dữ lắm luôn á nhà. Buổi chiều á thì trời mưa, còn buổi sáng là nắng dữ dội luôn á. Ở phía bên này là phía bên ghe nè, những cái chú này thì người ta chất bao ở bên ghe. Cái chiếc ghe này bây giờ người ta chất mới có một bên nè, cho nên nó bị nghiêng một bên cả nhà ơi. Đây, đây là cái quá trình bỏ thẻ của xà lan nha. Mình chở hàng bao á thì phía dưới bỏ thì ở trên đây sẽ có người nhặt. Cái người lụm thẻ này là cái người của bên ghe, còn bên xà lan mình sẽ bỏ thẻ. Lúc nãy thì trời nắng muốn bể đầu luôn cả nhà ơi, bây giờ trời chuyển mưa mù mịt rồi. Cái tấm lưới này che cho không nắng á, bây giờ người ta cũng cứu luôn. Ở đây mà mỗi lần mà trời mưa bắt đầu là giông gió. Cả nhà ơi, bây giờ thì xà lan của Ngân đang sạch rửa. Chiều Ngân đã giao hàng xong rồi. Và cái phần này á, làm xong thì mình phải sạch rửa, chứ không thôi nó bị xét xà lan á. Chưa cầm móng sạch đi. Mấy cái băng tải thì người ta còn gửi ở trên cái nắp hầm của xà lan mình luôn. Mình làm tới 3 cái băng tải lận. Nhưng mà giờ ở đây còn có một cái, hai cái kia thì người ta bỏ dưới ghe á. Bơm nước lên xịt. Xịt nước thì xong á. Nước này cái này thì nó nước đổ rồi, nó đục ngầu à. Cái chiếc tàu nó thả neo rồi kìa chị Nhung. Nước này nó đục lắm đó. Phân nó còn đổ trên nắp hầm luôn nè. Ba tàu. Thank you.
đẹp mặt mệt nó bạo kìa. Hai đầu lươn hả? Lọt cái ẩm xuống. Lọn ở dưới đít á.